rồi, xong. Bây giờ chúng ta quan tâm là những thư mục nào chúng ta sẽ di chuyển tới nếu chúng ta cần quan tâm những thiết lập. Đó chính là etc chéo etc thôi. À, bật cái thằng này nhỉ. Thứ hai, câu lệnh nào cho phép chúng ta hiện ra danh sách của các thư mục với cái file đầu tiên được trước, đó chính là ls-rt. Chữ A nữa. ls-alt. Câu lệnh nào cho phép chúng ta đổi tên của một file từ myfile thành yourfile theo mv? Câu lệnh nào cho phép chúng ta dọn toàn bộ thư mục, cấu trúc thư mục bao gồm cả nội dung của nó, tức là rm-r và tên thư mục thôi. Rf rm trừ rf, f là không hỏi nhá, rm trừ rf. Làm sao có thể sao chép tất cả các file mà có cái tên bắt đầu với a, b hoặc c từ thư mục etc? Thì hiện tại nào, là thấy gì kìa, ls chéo etc a b c sao? Xin nhớ đây. Copy rồi, kê xong nó copy là vừa. Cái đó là su. Cấp class này. À, luôn. Macaron. Nó sẽ bây giờ tiếp theo, câu lệnh nào cho phép tạo một link, một đường dẫn tới thư mục etc, tức là l chữ s không, clear ls ln chữ ds, vì là chỉ có thằng thư đường dẫn mềm thì mới tạo thôi. Etc dc. Đây. Có đây. Đây. Xong. Đi chọn là an toàn để xóa một cái đường dẫn mềm tới một thư mục như sách bình thường. Rm ấn chọn tên là rm, sau đó thì etc xong xong nó không có dấu chéo. FL nào, làm thế nào chúng ta có thể tạo một cái file nén
gom nén của thư mục etc vào home và viết cái gom đó ở trong tmp etc/z rồi copy. Nó sẽ đầu tiên là sẽ nào ta trừ c set f c z f c v v đủ etc nào đầu là có là etc anh không có chéo home ngũ quyền đúng không ls để mình ta có không quá phải lệnh này có phải copy lại sang thằng group để copy được chưa xong. Bây giờ tiếp theo là ta có thể giải nén cái file đó từ đường này. Lấy cái file etc password là người tạo. Chúng ta sẽ cd từ một bên. Sẽ là nên ta trừ x x z f C not found in path WD thì D nào à, không phải phải giải nén chứ phải nén trước C này có thằng pass
không có chéo, hoặc là cái lệnh là không có chéo đổi được. Hết rồi, chuyển sang cái lab này, xin lab nào đây, bây giờ này số chữ y này, ta sẽ tạo một cái home, làm xong này, xin show này, copy và từ p xong rồi này. Rồi tên đến đây mua nào, rồi đó, làm gì đây, rồi tên archive chúng ta là nào, g unzip etc không nhỉ, à rồi đây phải ta rồi, để ta thử xem ta thử t e web xem chưa, xóa cái này essential này, v ok hôm chúng ta thành ok xong tạo đường dẫn link tới thư mục the root to archive chúng ta để ra á, symbolic hay là sừng hay là gì, symbolic rồi, báo lỗi này, xóa mất rồi, tiếp theo xóa file này, nén cái file này, thử nén nào, lại xin đây, đây này một cái dạy nên là ta rồi anh Jeep rồi bây giờ nén nào, ta anh Jeep at the home chúng ta
của gì nhỉ? Lệnh thì là lệnh chung thì dễ nhưng lệnh riêng thì hơi khó nhỉ. B gọi là và tiếp thử bị chết thải bị gì à xóa méo rồi thằng chip nó xóa rồi rồi xong